Ui, ui. Xin chào cô chú anh chị ha. Thì Vũ đang có mặt ngoài đồng ruộng nè. Thì sau lưng của Vũ là những cái tán cây tràm. Thì ở chỗ đó thì Vũ có đặt những cái lợp cá của mình. Thì bây giờ Vũ đi thăm lợp cá, thì Vũ sẽ ghi hình lại cho cô chú anh chị mình xem ha. Cũng không biết là tình hình hôm nay nó có trúng mánh hơn những hôm trước hay không. Thì mời cô chú anh chị mình đi thăm những cái lợp cá lóc ha. Những cái đồng ruộng như thế này nè cô chú anh chị, nó có lỗ 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 như thế này nè. Còn ở ngoài đó cũng có một cái lỗ quằn nữa cô chú anh chị thấy không? Đây là do cái con gà nước á, nó về nó bẻ tum á. Ôi hồi nãy Vũ gà ha, nó bay dèo luôn á. Thì Vũ cũng đã tới cái lợp đầu tiên của mình đây. Nó Vũ đặt kỹ không, đây là cái lợp tre nha. Hôm nay thì đi thăm một số lợp tre với con cái một lợp lưới à. Lợp lưới mà lợp để bắt Vũ làm lưới dày để bắt lươn nữa, lươn rắn rồi. Nó, trời ơi. Con Vũ nó nặng cô chú anh chị ơi, nó đóng xịn. Quá trời quá đất rồi. Không được. Rồi, quá trời quá đất rồi cô chú anh chị ơi. Coi nè. Cô chú anh chị thông cảm cho Vũ nha. Đây, quá trời luôn. Do là cái tay Vũ một tay á, Vũ cầm máy tay này á, gọi tay này Vũ dở lên không được. Là cái tay Vũ nè, lúc trước mà đi làm á thì cô chú anh chị một số biết rồi chứ một số chắc chưa biết quá. Thì nó đứt ngang đây nè, từ đây mà đẩy ra tới bên đây luôn. Bây giờ cái tay Vũ giống như có tật á, nó bị ê đây hết trơn. Mấy ngón tay này hoạt động không có linh hoạt được nữa. Đứt, Vũ tính đâu đứt gân máu luôn á. Mai đâu hết, 9 mũi, 7 mũi, 9 mũi, tôi quên rồi. Yếu lắm, chứ cái lợp tre này quá nặng, rồi dính cá cỡ này nè, dở lên không nổi. Ây da, quá trời quá đất luôn. Cá chê. Để vô cho cái máy này gần chút ha. Ôi, quá trời cái càng bự ta. Biết con cua này mà đưa cái tay vô cái nhá. Đây. Trời ơi. Cô chú anh chị coi nè. Con cua này mà thọt cái tay vô đây đẩy một cái là rồi luôn. Quá bự con cua. Cua khổng lồ. Sợ gần muốn chết luôn rồi. Nè. Nó vô nó bị mấy anh kia quậy, sợ gần này bự, quá bự. Con cái này mà làm khô là nó là thành thương phẩm rồi đó. Cá chê nữa nè. Quá ngon. Cô Phi với hồi nói ơi có cá lóc nữa ta. Nãy không thấy. Cá lóc cứng nè. Ôi quá trời cá lóc nè. Ở đây Vũ có con cái đây. Bây giờ lội đằng đây lội lại đi. Cho nó dễ dễ quay với lại trời mát. Ôi. Gung kinh này. Rồi chú thấy nó gung kinh dữ lắm luôn á. Rồi, dấu hiệu của chú anh chị ơi. Đây. Dấu ngang. Chưa nắng, trời nắng mà có dấu hiệu gì là hiểu rồi. Đây, để Vũ. Ôi trời, gung kinh. Cầm qua cái tay bên đây cho nó lực một chút. Cái tay này nó yếu, cầm không nổi. Ủa. Ui. Ôi. Trúng mánh rồi. Quá trời luôn, hai con cá bự.
một con cá chê lóc, có một con cá chê, một cái lóc bự. Qua đây, qua đây. Tấm máy này mà nó gớt thế là rồi luôn. Mình bỏ mấy cá lóc bự bự vô chú anh chị, để mà nó phóng ra. Cái chê rồi thì khỏi. Ôi bữa nay trúng nữa rồi. Ôi dồi ôi, cá trên ruộng chạy xuống kìa. Cá bự quá. Còn cá trên ruộng không biết cá gì chạy xuống quằn xuống luôn. Bỏ cá lóc vô gì cho nó an toàn vậy, cá lóc phóng dữ lắm phóng. Trời ơi, hai cái mà coi nhiêu là quá trời cá luôn à. Quá trời trúng rồi cô chú anh chị ơi. Coi nè. Chưa gì hết mà vũ được hai con cá chê bự rồi. Với con cá lóc, còn cá lóc trong đó nữa kìa. Với mới cá rô sạch gần. Trời ơi, cá rô này bự ghê luôn á. Coi nè. Mà nó hơi ốm. Không được. Ngon rồi, ngon rồi, bữa nay ngon rồi. Lặt cái xô cái là rồi luôn. Mình ném cho nó kỹ kỹ nha cô chú anh chị. Thấy mấy bạn cho nó như đặt lọt với mình đó. Đặt cái lọt mà nó rung rinh rồi nó không chạy đâu. Em cho cứng cứng rồi được rồi. Lợp tre này nặng quá cô chú anh chị ơi. Chung là tay Vũ nó có tật rồi làm không có được. Lúc từ lúc bị đứt tới bữa nay cắt chỉ xong xuôi rồi chân nó lành lại rồi là ba ngón tay cảm giác như nó ê ê cầm cái lọt không nổi luôn mà. Đâu hai tháng mấy ba tháng gì à, hồi năm rồi. Ở đây vô con cái nha. Lợp này mà giác đi đặt là đuối luôn. Chắc chắc làm mà lại lợp lưới chì lại. Lưới chì cho nó nhẹ đi. Chứ lợp tre này tiếp tục làm nữa. Nó nặng thiệt nhưng mà đặt ít mắc lắm nha chú anh chị. Còn những cái lợp lưới này kia người ta thấy người ta lấy liền. Mắc biết nhiều cái rồi đó. Ê, trời. Lú cái đầu lên luôn. Lú cái đầu lên. Ui giống gì vậy? Ui ây da. Trời ơi cá. Con cá bóng tượng nè. Hết biết cô đồng luôn. Rồi thêm sạc gần nữa. Cá lóc luôn. Cá lô kiến. Ui đủ thứ luôn. Bữa nay chúng mánh bữa nữa. Ôi, cái này ốc nhiều quá, chỉ thọt tay bắt từ con ra mới được. Nó công lửa mấy ốc này ra đổ mấy ốc bỏ. Ốc nhỏ không. Trời ơi. Con cá rô mề. Lâu rồi dữ không thấy bóng tượng, không thấy dính bóng tượng. Này dính. Lóc cứng. Ê. Ôi sạch gần.
Rồi mình qua khu khác thôi cô chú anh chị. Rồi cái miếng ruộng này người ta xiết nước trước rồi nè, coi nè. Ui ơi, mấy dấu chân cọ đi, nó ăn cá nè. Ui cái hang. Hang này không có cá đâu, có cá là đục rồi. Quá cạn luôn. Rồi qua đây Vũ có một cái lập che nữa đây. Ngay cái đầu đây nè. Đây lúc trước đặt mấy cái lập lưới mắc hết trơn. Thấy gì Vũ thấy chạy hoài á. Cái đêm có lập che Vũ đặt lại. Không biết lập che có dính không. Thấy cái đường này nó ngon lắm. Gung ginh cái nè. Trời. Chắc không dính nữa quá. Chặn cái đường nứt lên. Rồi. Nản thiệt sự luôn á cô chú anh chị. Dở thì thôi thì lấy lại cho người ta đi. Dở rồi không gài lại. Thiệt chứ. Chỉ thấy có lợp, không có động tĩnh gì hết. Có dở ăn thì gài lại cho người ta để người ta còn đi dở ăn nữa. Cái này chết rồi. Hụt hết cái chắc nguyên cái luồng lợp bên đây bị dở hết rồi á. Lợp này nó ngon ghê luôn ngay cái hướng nè. Chú anh chị nhìn thấy không? Ở dưới mương này nè. Bây giờ mẫu cứ có con đường đất này nó đi qua thôi. Đi vô đây thì nó dính lợp liền. Vì mà lấy dở rồi không ấy là đành lòng thiệt chứ. Vũ đang ngồi nghỉ mệt cạnh cái đường mương nè cô chú anh chị. Vũ thấy cá mắc cạn quá trời luôn. Ở đây ngay cái ớt luôn. Mấy cái ớt này ăn ngon lắm. Ớt này là chim nó ị lên không á. Mấy con châu chảo nó ăn ớt nó, cái nó ị lên. Nè, ớt tốt ghê không. Vũ cũng thông báo với cô chú anh chị một cái tin buồn nha. Là nguyên cái luồng lợp bên đây ba cái á, bị thâm hết chân ba cái luôn. Là dở ra y chang gì đó cô chú anh chị. Không có gài cái nắp lại. Nản thiệt chứ. Bây giờ tới xuống dưới mình thăm cái lợp lưới nha. Trên cái đường đi thăm lợp mà thấy những cái cảnh này phải nói là nó ép phê luôn á cô chú anh chị. Cá nó lóc lên nó đẹp chứ. Rồi không biết sao. Muốn nhảy xuống bắt ghê luôn. Cá nó lóc đẹp nữa. Nhưng mà cái khuôn này là khuôn có bờ bao nha cô chú anh chị. Có nghĩa là có cái bờ bao thì người ta sẽ giữ lại cá lên nhà người ta ăn á. Mình ở đây mình đi bắt thì nó kỳ, để người ta bắt rồi cái mình đi bắt hồi ha. Trời cá lóc tẹt lên tới đâu bắn luôn. Đây cái lập lưới của Vũ đặt theo cái đường mương nhỏ này nè. Đây lấy lại. Trời ơi. Dính được con ếch của chú anh chị ơi. Đây. Ui. Rồi. Vũ không có thấy. Không thấy mấy con lươn. Ôi chạy được hai con lươn, một con bự. Một con bự nè. Với một con nhỏ thôi. Con ếch. Vũ thấy con ếch không à? Đây cô chú anh chị. Vũ đi dài về Vũ hái được hai chùm ếch. Nói chung ớt này ớt gừng nha, ớt chim ỉa cho nên là Vũ hái về nhà ăn thôi chứ không phải là ớt người ta trồng. Ớt người ta trồng thì mình không hái nha, nó mọc đầy ngoài luôn á, nhiều lắm. Rồi Vũ đổ ra ha. Mình thứ mà nắng ui hầm này khó chịu lắm. Lội với mương thâm lợp nó dễ. Ba ớt. Con ếch lươn sắp chui ra nè. Cho nó hấp vô cái túi nè, mua nó ra được. Cái này đâu có bỏ mồi đâu, nó tự vô á. Xuống đây con nhỏ này con này bự à, con này có 200 gram được à. Cua
Ôi, ôi. Bắt con cô này làm mồi ra biết đâu được là nè, lần sau nó vô được vài con lươn nữa sao. Vũ vừa vô tới nhà của chú anh chị, giờ đổ cá ra lựa thôi. Quá trời quá đất luôn. Cá sẽ càng nhỏ, một con, hai con, ba con sặc gần. Con này là con bóng tượng nè. Quá trời con cua này khủng khiếp. Một con chi trắng bự. Đây con chi trắng nữa, nhưng mà nó mới đen xì à. Cá lóc trong đây. Ít gọn hết. Hết nhảy vô chuồng gà chút mình bắt nó sao ha. Ồ, có rô đó thưa quý anh chị, với hai con lươn bự nữa, con lươn bự nhỏ nữa. Hết nhảy vô chuồng gà rồi, chui vô trống rồi, chui đâu mất tiêu rồi. Chui vô chuồng gà, Vũ chui vô chuồng gà Vũ kiếm không gặp. Rồi thì thôi, Vũ sẽ kết thúc video ở đây nha chú anh chị. Thì cô chú anh chị có thể ủng hộ Vũ bằng cách là like video ha, và đăng ký kênh cũng như là bật chuông để nhận thông báo khi mà Vũ ra video mới nhất ha. Và bây giờ Vũ xin khép lại video đây. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị nha.